Tin ơi, nhiều chuyện vậy á hả? Nhìn mẹ nè, nó ở đâu á? Mai mốt Tin lớn lên Tin có phá không? Có không? Tin có quậy không? Tin có phá phách vậy không? Trời ơi, trời ơi, nó là dữ vậy hả? Là giữ thần vậy hả? Sao sáng 7 giờ là phải ra đây hả? Nằm trong phòng nó có chuyện, nằm trong phòng mà đâu chịu đâu, sáng rồi người ta phải đi ra ngoài người ta chơi chứ ha. Sáng phải đi ra ngoài chơi chứ ha. Giờ này là giờ chơi mà phải giờ ngủ đâu, đúng không? Mà nó ngó rồi, nó ngó thấy cái phone là nó không có nói chuyện nữa. Cái thằng này nó kỳ lắm. Nhiều chuyện lắm. Nhiều chuyện mà hét to nữa hả? Phải không? Phải nhiều chuyện mà còn hét to nữa hả? Đúng không? Đúng không? Ba Ti kỳ quá ha. Ba Ti không biết giờ này con phải đi ra ngoài này ha. Giờ này Tin phải đi ra ngoài này chứ. Ngoài này là chỗ của Tin chứ, đúng không? Chỗ của Tin ở ngoài này nè. Sáng là Tin phải ra ngoài này nè. Là Tin nằm Tin nói chuyện như vậy nè. Ba Ti không biết ha. Ba Ti bắt Tin nằm trong phòng ha. Kỳ quá ha. Kỳ quá. Kỳ quá. Kỳ kỳ quá. Kỳ kỳ quá. Đúng không?